chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024. Được lộc tổ tiên, hút cạn lộc trời, đắc tài phú quý, tay ôm 100 tỷ, tuổi già an nhàn hưởng phúc lớn. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Tử Vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, và chỉ có những người phúc dày, mệnh lớn mới có đủ mạnh mẽ để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền đời mình đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công như ý. Theo quan điểm tử vi cổ học, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong vận niên mà mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này, có thể ta đang bị hung tinh chiếu mệnh, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng ở thời điểm khác lại phú quý lâm môn, thu hái tiền tỷ về nhà, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, bước vào thời điểm nửa cuối năm 2024 âm lịch tới đây, nhờ các tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Canh Tý sinh 1960. Cụ thể trong thời điểm này người tuổi Canh Tý sẽ gặp được những may mắn hay khó khăn nào, thì xin mời quý khán giả hãy cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Người sinh năm 1960, mang mệnh Canh Tý, những chú chuột lương thượng chi thử, sở hữu bản tính kiên cường, độc lập và ý chí thép. Họ nổi tiếng với trí tuệ nhạy bén, khả năng thích ứng linh hoạt và sự cẩn trọng trong mọi việc. Canh Tý luôn tự tin vào bản thân, có khả năng tự lập cao và không ngại đương đầu với khó khăn. Họ luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công. Với khả năng tiếp thu kiến thức nhanh chóng và tư duy logic, người tuổi Canh Tý thường gặt hái được nhiều thành tựu trong học tập và công việc. Họ luôn có những ý tưởng sáng tạo và biết cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Canh Tý 1960 luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Họ cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh gây tổn thương cho người khác. Người tuổi Canh Tý luôn sống thật với chính mình và với người khác. Họ ghét sự dối trá và luôn đề cao sự trung thực. Tuy nhiên, đôi khi sự thẳng thắn của họ có thể khiến người khác giật lòng. Canh Tý luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Họ lạc quan, yêu đời và luôn nhìn vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống. Nhờ bản tính kiên cường, độc lập và trí tuệ nhạy bén, người tuổi Canh Tý thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biết cách truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người cùng nhau phát triển. Canh Tý là những người cẩn trọng trong việc chi tiêu. Họ biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Nhờ vậy, họ thường có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Canh Tý là những người chung thủy, hết lòng vì gia đình. Họ luôn dành thời gian cho vợ con và luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Xét tổng quan vận trình tử vi nửa cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960. Theo các bậc thầy tử vi cho nửa cuối năm Giáp Thìn 2024, đây là thời điểm sẽ mang đến cho quý cô bác tuổi Canh Tý nhiều thuận lợi hơn trong công việc cũng như tài chính, do sự trợ thủ đắc lực từ cục diện tam hợp thái tuế. Tuy nhiên, năm cuối hạn tam tai và các yếu tố khác khiến vận trình của cô bác tuổi Canh Tý không phải lúc nào cũng trôi qua êm đềm. Dù vậy, tử vi của cô bác tuổi Canh Tý trong nửa cuối năm 2024 âm lịch vẫn có những điểm sáng bất ngờ. Về hạn tam tai, mặc dù mức độ ảnh hưởng đã giảm nhẹ, nhưng cô bác tuổi Canh Tý vẫn cần tránh kết thúc những việc quan trọng trong năm nay. Thay vào đó, nên mở rộng và phát triển để có được những cơ hội thuận lợi hơn. Nếu có dự định kết thúc công việc gì trong năm nay, cô bác tuổi Canh Tý nên cẩn trọng. Ngoài ra, cô bác tuổi Canh Tý cũng cần lưu ý về tình cảm, gia đạo trong nửa cuối năm 2024 này. Và ngay sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 tháng cuối năm âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tý 1960 trong 6 tháng cuối năm âm lịch 2024. Thời điểm nửa cuối năm sẽ mang đến những thay đổi lớn trong sự nghiệp của cô bác tuổi Canh Tý. Nhờ các khí tích cực từ tam hợp nên sự nghiệp có nhiều tiến bộ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với một vài thách thức. Sự chuẩn bị và tính toán trước sẽ giúp cô bác tuổi Canh Tý vượt qua khó khăn và nắm bắt được cơ hội chuyển mình. Trong nửa cuối năm 2024,
cô bác tuổi Canh Tý sẽ thoát khỏi tình trạng bế tắc trong sự nghiệp và giải quyết hiệu quả nhiều trở ngại. Quan hệ với đồng nghiệp, đối tác được củng cố và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tam tai vẫn tồn tại, nên không được chủ quan. Thời điểm nửa cuối năm cũng sẽ thử thách sức mạnh và tinh thần chiến đấu của cô bác tuổi Canh Tý. Bằng sự bền bỉ và không ngại khó khăn, sự nghiệp của bản mệnh sẽ phát triển mạnh mẽ. Người làm nghề tự do sẽ có khởi sắc trong công việc. Người kinh doanh sẽ có sự phát triển dù tiền bạc chưa được như ý muốn. Người bắt đầu khởi nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn vào đầu năm, nhưng tới cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 tháng cuối năm âm lịch 2024. Theo tử vi năm 2024, đường tiền bạc trong nửa cuối năm của cô bác tuổi Canh Tý chưa có sự hanh thông. Tiền tài chỉ ở mức bình thường, tiền bạc chi tiêu nhiều cho việc mua sắm hoặc cho công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và quyết tâm trong công việc sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho cô bác tuổi Canh Tý trong nửa cuối năm nay. Đặc biệt là khi thiên tài và thực thần đồng loạt chiếu mệnh, tầm nhìn sáng suốt và quản lý tài chính khôn ngoan, đặc biệt là trong các dự án triển vọng, sẽ thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cô bác tuổi Canh Tý đã trải qua năm 2023 ảm đạm về mặt tài lộc, thì năm 2024 sẽ là một chuyển động tích cực, đặc biệt là trong nửa cuối năm. Cơ hội kiếm tiền và đạt mức thu nhập cao sẽ đến từ các phần nghiệp vụ chính và các dự án hỗ trợ trong cuộc sống. Việc quản lý chi tiêu sẽ giúp duy trì ổn định tài chính. Cô bác tuổi Canh Tý cũng nên tìm kiếm các nguồn thu nhập mới để tăng cường tài chính cá nhân. Trong lĩnh vực kinh doanh, hãy hướng bản thân theo định hướng riêng, tránh mù quáng chạy theo xu hướng và đầu tư mạo hiểm. Các mối quan hệ cần được xử lý cẩn thận để tránh rủi ro. Không chỉ về mặt tình cảm mà còn về tài chính trong nửa cuối năm 2024, đây là thời điểm vàng để bạn tập trung vào sự phát triển cá nhân và tài chính, bền vững về sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 tháng cuối năm âm lịch 2024. Trong 6 tháng cuối năm âm lịch 2024, cô bác tuổi Canh Tý sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của tam tai, đồng thời phải đối mặt với hoạt động của các hung tinh Bạch Hổ và Ngũ Quỷ. Tình hình sức khỏe của cô bác tuổi Canh Tý vẫn có nhiều điều cần chú ý, yêu cầu có được sự quan tâm đặc biệt. Con giáp này sẽ đối mặt với một giai đoạn sôi động, khối lượng công việc và áp lực tăng cao. Việc phải đi công tác hoặc tăng thời gian để theo kịp tiến độ công việc có thể tăng thêm sức ép lên cơ thể, đe dọa sức khỏe khiến bệnh tật kéo dài. Do đó, cô bác tuổi Canh Tý cần cân bằng công việc và nghỉ ngơi, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, sống lành mạnh, chơi thể thao, có chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc. Đặc biệt trong mùa đông xuân, việc bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn bệnh là hết sức quan trọng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 tháng cuối năm âm lịch 2024. Người tuổi Canh Tý trong nửa cuối năm 2024 khá thuận lợi về tình duyên, quan hệ tình cảm hôn nhân ít có sóng gió. Đối với cô bác Canh Tý đã kết hôn, sự trung thành là rất quan trọng để tránh xảy ra những tình huống không hay trong chuyện tình cảm. Tiếp sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong nửa cuối năm 2024. Tử vi tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tý có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 7 âm lịch này do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp bạn tìm ra định hướng phát triển. Dù bạn có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi Lâm Quang sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Theo tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, bản mệnh cũng sẽ nên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc.
Trong khoảng thời gian này, bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này, việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới cái đích mình đặt ra một cách nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng, vì chả có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Canh Tý thấy rằng, về cơ bản, người tuổi Canh Tý duy trì được một sức khỏe tốt trong tháng. Bản mệnh luôn giữ được tinh thần vui vẻ và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sống sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Hãy dành thời gian bên người thân, tập thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Khẩu quyết: tránh khoe mẽ nếu không muốn thu hút thêm những rắc rối không đáng có. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Thân, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: xanh lam, vàng. Con số may mắn: 80, 44 và 16. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, tương hình khiến bản mệnh hay nóng vội, suy nghĩ tiêu cực, có xu hướng than thân trách phận, cho rằng mình làm nhiều nhưng lại không thành công như người khác. Trong khi đó còn có thương quan xuất hiện trong tháng, dự báo con giáp tuổi Canh Tý gặp nhiều chuyện không vui nơi công sở, có lúc bạn có ý kiến đối đầu với cấp trên hoặc tranh cãi với đồng nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh nên nhớ rằng, việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn rất đáng trân quý, song bạn đừng nên gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình và để đối phương quá phụ thuộc vào bạn. Có lúc còn cảm thấy bực tức ở nơi công sở, mỗi sáng thức giấc bạn không còn muốn đi làm nữa thì đã đến lúc cân nhắc. Bạn dành hầu hết thời gian ở chỗ làm, nhưng để bắt kiệt sức lực và tinh thần của bạn là điều không nên. Hãy nhớ không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Tử vi tuổi Canh Tý tháng 8 âm lịch cho thấy, về phương diện tài chính trong tháng này, nên chú ý đến việc chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng rỗng túi trong thời gian tới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi cùng ngồi lại xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai. Việc này cần thiết trong mối quan hệ để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra liên quan tới tiền bạc. Nếu bạn cứ cố tình ngó lơ như thể vấn đề này không tồn tại, thì đó là nguyên nhân khiến mâu thuẫn liên biên mà các vấn đề tài chính vẫn còn đó. Có nhiều khoản đầu tư không diễn ra như ý, nhưng hơn ai hết, bạn hiểu rằng thị trường lúc tăng lúc chậm là chuyện đương nhiên. Bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho khoản tiền của mình gia tăng trong tương lai. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, tháng này sức khỏe của bạn đang có chiều hướng xuống dốc. Hãy xem xét lại chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Những hoạt động trước đi khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và là chìa khóa quyết định liệu bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không. Do đó, nên hạn chế những việc như lướt mạng xã hội, chơi game. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên luyện tập thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh, cũng như cải thiện tâm trạng. Khẩu quyết: trong tháng, gặp nguy quá an, gặp dữ quá lành, sức khỏe được đảm bảo. Quý nhân: tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Mão, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: ghi, xanh lam. Con số may mắn: 19, 44 và 20. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, vận khí trong tháng lên xuống thất thường, nên tinh thần làm việc của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn gặp khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân, mọi thứ như chững lại, bế tắc liên miên. Những vấn đề mà bản mệnh gặp phải trong thời gian này đa phần đều xuất phát từ việc bạn đánh mất niềm hăng hái cho công việc. Bạn làm việc như một cỗ máy vô hồn, thiếu ý tưởng sáng tạo,
Phương pháp cũ không phải lúc nào cũng có thể áp dụng, những cách xử lý cũ và bất cập cũng xuất hiện chính từ đây. Do không được quyền lệnh ủng hộ lại cũng không có các tinh che chở, mọi việc đều cần phải dựa vào bản thân là chính. Nếu bản mệnh không sớm chấn chỉnh chính mình, áp lực sẽ ngày càng gia tăng, khi đó dù bạn có muốn khắc phục cũng chẳng hề dễ dàng. Tháng này không thích hợp để mở mang công việc mới, bạn vẫn nên làm tốt những việc được giao phó trước mắt thì hơn. Thời điểm này, bạn chưa đủ hào hứng cần thiết để theo đuổi mục tiêu, gặp một chút khó khăn rất dễ nản trí, từ bỏ hết mọi nỗ lực và công sức mà bạn xây dựng kế hoạch từ trước đó một cách lãng phí. Với những việc đang tiến hành dang dở, làm gì cũng thận trọng, kiểu dự tính không theo kịp thực tế, tốt nhất bạn nên lập sẵn phương án đề phòng, thậm chí có thể đưa ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra, từ đó tìm cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Vì có sự chuẩn bị trước còn giúp bạn tránh rơi vào tình cảnh luống cuống, loay hoay khi gặp sự cố. Nhìn chung, bản mệnh hãy cứ bền tâm, vững trí xử lý từng việc một, chớ lo nghĩ quá nhiều, thành ra tự gây áp lực cho chính mình, dẫn tới suy nghĩ không thông, sẽ hành động sai lầm. Bên cạnh đó, canh tí cũng nên đề phòng họa khẩu thiệt thị phi, ăn nói nên giữ mồm giữ miệng, không tham gia các cuộc tranh chấp, tránh làm sự việc càng thêm nghiêm trọng, vừa ảnh hưởng danh tiếng của bản thân, vừa phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Theo dõi tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, mặc dù phương diện công việc khiến tuổi Canh Tý gặp nhiều căng thẳng, nhưng đường tài lộc khởi sắc đây sẽ là sự bù đắp không nhỏ cho con giáp này. Trong tháng được thực thần tài tinh che chở, nên tài chính của bản mệnh khá dượng, làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, tuy nhiên các khoản ngoài luồng hầu như không có, chi tiêu không thoải mái như trước. Do đó, bạn vẫn cần liệu cơm gắp mắm, lấy phương châm tích lũy làm trọng. Ngoài ra, do công việc gặp những trục trặc nhất định trong thời gian này, khối lượng ngày càng tăng, một số người có thể cảm thấy mức lương nhận được lại không tương xứng, vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Dẫu vậy, bạn cũng nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đôi khi vấn đề xuất phát từ chính thái độ làm việc của bạn, hãy thử thay đổi một chút tâm thế cũng như cách tiếp cận vấn đề, có lẽ bạn sẽ thấy mọi việc dần có khởi sắc hơn đấy. Việc đầu tư ở thời điểm này được cho là sự lựa chọn khá khôn ngoan. Nếu bạn đang ấp ủ dự định nào đó, đừng do dự quá nhiều, hãy mạnh dạn tiến hành, ắt có thu hoạch. Bản mệnh hãy tranh thủ lúc vận khí đang dượng, tỷ lệ thành công khá cao, thậm chí còn dễ gặp được quý nhân mang tới cơ may làm giàu cho con giáp này. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội. Dù vậy, vận may sẽ chỉ đến với những ai có những tính toán cụ thể và nắm được điều cốt lõi của mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi. Đừng quên vận khí vẫn chưa ổn định, nếu làm việc sốc nổi, bốc đồng hay chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp rủi ro thì kết cục sẽ không thể lường trước được. Trong tháng này, người tuổi Canh Tý sẽ cần đặc biệt lưu tâm tới phương diện sức khỏe của mình. Đây là tháng nguyệt lệnh lâm bệnh cung, vận trình sức khỏe giảm sút, sức đề kháng kém, toàn thân suy nhược, đau ốm khó tránh. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào mà cơ thể phát ra đều có thể là lời cảnh báo, nhắc nhở bạn. Cho nên không được chủ quan, tinh thần uể oải cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất. Bạn nên điều chỉnh tâm lý hoặc có suy nghĩ thoáng mọi chuyện thì khó khăn nào cũng qua. Bên cạnh đó, vận trình trong tháng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là điều xui xẻo cho cơ thể. Vì vậy bản mệnh cần chủ động dưỡng sinh để bảo vệ sức khỏe, đi lại thận trọng sẽ tránh được họa huyết quan. Khẩu quyết: đào hoa khởi dượng, nhưng nhân duyên quá dượng cũng kéo theo không ít rắc rối. Quý nhân: tuổi Sửu, tuổi Hợi. Tiểu nhân: tuổi Tuất, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh dương, nâu. Con số may mắn: 87, 44 và 19. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý phát triển hay thụt lùi, chủ yếu phụ thuộc vào sự tập trung và nghiêm túc của bạn trong công việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, nếu không chịu cố gắng thì bạn khó chinh phục được mục tiêu của mình. Khoảng thời gian này, bản mệnh thường dành nhiều thời gian cho các thú vui bên ngoài mà không có tập trung cho các nhiệm vụ được phân công. Thậm chí, bạn thường làm việc riêng trong giờ khiến hiệu suất công việc giảm sút. Nếu kéo dài, hình ảnh của bạn có thể trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo. Ngoài ra,
bạn cũng thường xuyên do dự, chần chừ khi đứng trước các cơ hội. Dù có nhận ra việc nắm bắt thời cơ là tốt cho mình, song tính lười biếng khiến bạn không muốn tốn công sức cố gắng. Bạn đang tạo cơ hội để mọi người xung quanh vượt qua mình đấy. Thiên cẩu hung tinh xuất hiện là dấu hiệu có kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, tìm cách gây họa cho con giáp này. Bạn cũng cần chú ý trong cách cư xử, nói năng, chớ gây thù chuốc oán với người khác, kẻo kẻ xấu sẽ lấy đó làm cái cớ để tiếp tục tung tin đồn thất thiệt về bạn. Trên thực tế, chỉ cần bạn kiểm điểm bản thân và nghiêm túc trong công việc thì các cơ hội vẫn không thiếu. Nguyệt Mã và Thiên Vũ cho thấy bản mệnh vốn là người thông minh, nhanh nhạy. Nếu chịu cố gắng thì ắt sẽ gặt được thành công hơn người. Bạn có cái nhìn mới mẻ, cách làm việc sáng tạo và điều đó là quá đủ để gây ấn tượng với lãnh đạo. Theo tử vi tháng 10 âm lịch tuổi Canh Tý cho thấy, nếu bạn không thay đổi phong cách làm việc của mình thì vận trình tài lộc khó có được bước phát triển như ý muốn. Trong tháng này, Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn thích tìm hiểu những lĩnh vực khác nhau, nhưng lại không thực sự muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Thái độ làm việc lấp lửng khiến bạn dễ bỏ lỡ cơ hội, hoặc không thì cũng cầm chừng hơn so với đối thủ. Với người làm công ăn lương, vì làm việc được chăng hay chớ nên bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên hoặc khách hàng. Vì thế mà đồng lương chỉ ở mức vừa đủ, ít có cơ hội được nhận khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Thiên cẩu khuyên bạn nên hạn chế việc tranh cãi với người khác, kẻo vướng vào họa thị phi, kiện tụng, vừa gây hao tài tốn của, lại vừa ảnh hưởng đến danh tiếng, đến tiến độ công việc. Dù đôi bên có mâu thuẫn gì đi nữa, hãy bình tĩnh trao đổi với nhau để tránh chuyện bé xé ra to. Trong phương diện chi tiêu, bạn cũng trở nên phung phí cho những mặt hàng không cần thiết, tiêu tiền chạy theo xu hướng chỉ để bằng bạn bằng bè. Trước khi mở hầu bao, bạn nên biết mình đang có bao nhiêu tiền, chớ nên mua sắm những mặt hàng quá mức chi trả thấp nhất, hãy để dành một khoản cho những sự cố bất ngờ. Người tuổi Canh Tý không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng bởi sức khỏe. Trong tháng này, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng không cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi. Tuy nhiên, tháng này bạn cần chú ý lối sống sinh hoạt khoa học điều độ, chớ nên tham gia quá nhiều vào các buổi vui chơi, tụ tập hoặc ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Tốt nhất hãy dành thời gian bên người thân và tập thể dục thể thao nhiều hơn, chú ý khi tham gia giao thông. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tý khuyên con giáp này cũng cần hết sức cẩn thận, chớ điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo, kẻo gây ra những sự cố đáng tiếc. Khẩu quyết: tình hình buôn bán tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn doanh thu bất ngờ. Quý nhân: tuổi Thân, tuổi Hợi. Tiểu nhân: tuổi Mão, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 80, 4 và 17. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Canh Tý mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặp khá nhiều thành tựu dễ dàng, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc tồn động, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những định hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Trên thực tế, may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn.
con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều, cũng nhờ vậy cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Canh Tý, bạn càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư, càng dễ sinh lời sinh lãi, tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Canh Tý nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy, bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, Canh Tý cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi gặp phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, có sao Bát Bạch chủ về tài khí, trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà, nơi đây được coi là khu vực sinh tài dưỡng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình, muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi. Bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Phương diện sức khỏe của Canh Tý trong tháng này nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thay ở Canh Tý ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt. Không nên lơ là sao nhãn việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh cũng nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng, để tránh những rủi ro không đáng có. Khẩu quyết, dễ bị cấp trên nghi ngờ, đối tác cũng không mấy tin tưởng. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão. Màu sắc may mắn, nâu, xám. Con số may mắn, 18, 40 và 29. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 12 âm lịch này, do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại sẽ được tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân giúp bạn tìm ra định hướng phát triển. Dù bạn có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, bản mệnh cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Trong khoảng thời gian này, bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện, bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa. Cuối cùng bạn cũng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng.
Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như vậy. Hãy coi đây là phần thưởng để bạn tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Canh Tý thấy rằng, về cơ bản người tuổi Canh Tý duy trì được một sức khỏe tốt trong tháng 12 âm lịch này. Bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sống sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, tập thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho cơ thể. Khẩu quyết: bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng, bởi áp lực công việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Quý nhân: tuổi Thân, tuổi Sửu. Tiểu nhân: tuổi Mùi, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: cam, vàng. Con số may mắn: 90, 33 và 17. Dân, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.